Nhắc đến Spy X Family, chúng ta thường nghĩ ngay đến một gia đình bất ổn, khi mẹ là sát thủ, bố là điệp viên, còn cô con gái bé bỏng cùng chú chó cưng lại là những người có siêu năng lực. Tất cả tạo nên những tình huống hài hước, nhẹ nhàng và tràn ngập tình cảm gia đình. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại quên đi bản chất và bối cảnh thực sự mà Spy X Family được lấy cảm hứng, chính là chiến tranh. Đó là một thực tại tầm tối và có thực trong lịch sử nhân loại, trở thành một dấu ấn trong lịch sử khó có thể phai nhòa. Đặc biệt trong những chap gần đây, hiện thực về chiến tranh này càng được tô đậm qua từng bối cảnh, từng nhân vật và từng câu chuyện họ mang đến cho độc giả. Vậy những câu chuyện đó là gì? Cùng tôi tìm hiểu và khám phá ngay sau đây nhé! Trước khi bắt đầu, các bạn hãy nhớ ủng hộ chúng mình một like và một subscribe. Rất nhiều bạn xem video của Anime Rewind nhưng lại quên chưa ấn nút subscribe đấy. Tiện thì nhớ bấm luôn nút chuông thông báo và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của kênh nhé. Tuy là thường được biết đến là bộ anime hài hước về chủ đề gia đình, nhưng có lẽ bạn và tôi đều đã quên hoặc chưa biết, Spy X Family được tác giả Endo Tatsuya lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh lạnh giữa Đông Đức và Tây Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chủ đề chiến tranh là một chủ đề rất khó để khai thác, đặc biệt khi bối cảnh được dựa hoàn toàn trên một câu chuyện có thật và được thay đổi để phù hợp với mô típ của truyện tranh manga dành cho thanh thiếu niên. Đặc biệt hơn khi ngày nay, con người chúng ta đã và đang sống trong một thế giới nơi hòa bình gần như thống trị trên 80–90% tinh cầu. Điều này càng khiến cho những câu chuyện được dựa trên bối cảnh hiện thực chiến tranh sẽ đôi chút khó để có thể dễ dàng khiến khán giả nhỏ tuổi, hay chính xác hơn là các thế hệ sau này có thể đồng cảm và hiểu được những bản chất mà chiến tranh mang lại cho loài người. Một tác phẩm hay về đề tài thời chiến không chỉ cho độc giả thấy được hiện thực tàn khốc của thời điểm đó, mà còn phải truyền tải được những giá trị về tình yêu, đạo đức và sự gắn kết giữa những cá thể, từ đó tôn vinh giá trị của cuộc sống của một cá nhân hay một tập thể, khiến họ hướng về những gì tốt đẹp nhất. Viêm trụ Rengoku đã từng nói rằng, đời người vốn dĩ ngắn ngủi, thực tế chúng ta đang liên tục già đi và một ngày nào đó sẽ nằm xuống, nhưng nó cũng là thứ khiến cho cuộc sống trở nên cao đẹp và đáng quý. Mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm và mỗi người chúng ta gặp trong dòng đời đều là một phần của cuộc hành trình đó. Hãy biết ước mơ và trân trọng từng giây phút và tận hưởng cuộc sống. Nhưng khi đặt trong bối cảnh của chiến tranh, liệu những ước mơ hay những giá trị hòa bình mà ta theo đuổi có đủ sức để chống lại một viên đạn hay một quả bom? Trong Spy X Family, chúng ta không thường xuyên thấy những đau thương mất mát hay các khí tài quân sự hùng mạnh đủ sức san bằng cả một thị trấn. Ở đây, câu chuyện chỉ xoay quanh những con người xa lạ, bị quá khứ chiến tranh đưa đẩy để đến với nhau và trở thành một gia đình, với mục đích cao cả là giữ gìn nền hòa bình giữa hai bên thông qua việc tiếp cận Donovan Desmond, một kẻ đang cố gắng khơi dậy cuộc chiến khi xưa. Việc những diễn biến gần đây của câu chuyện tập trung nhiều hơn vào chủ đề chiến tranh cũng chính là phần thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người xem, rằng gia đình Forger tuy vẫn đang hạnh phúc và yêu thương nhau, nhưng sự thật là họ vẫn đang phải ngồi trên một quả bom nổ chậm và nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, phá vỡ bầu không khí yên ả hiện tại, như cái cách mà một quả bom đã phá hủy hoàn toàn tuổi thơ của cậu bé Twilight, đẩy cậu vào những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian trên chiến trường. Chính vì vậy, khi trở thành một điệp viên và mang cho mình sứ mệnh vô cùng cao cả, không lúc nào anh lơ là nhiệm vụ, luôn đề cao cảnh giác, khai thác mọi thông tin và cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất. Vì hơn ai hết, anh hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Đến giờ, chúng ta vẫn gọi anh là Twilight hoặc Loid, nhưng không một ai thực sự biết được tên thật của anh là gì. Có lẽ trong thời điểm ấy, danh tính con người là thứ chẳng còn quan trọng, vì sinh mạng con người trong thời điểm đó quá đỗi mong manh, cái chết luôn luôn cận kề, không ra đi trên chiến trường thì cũng bị các cuộc không kích tàn sát. Tiếng bom, tiếng đạn, tiếng người kêu thảm thiết cho mạng sống của mình, tất cả đã át đi cái được gọi là danh tính cá nhân của mỗi người. Chẳng ai có thời gian mà quan tâm đây là ai, họ là người như thế nào, vì ai ai cũng đang trong chế độ sinh tồn trong thời điểm này. Trong thời chiến, thân phận của con người nhỏ bé đến mức đáng thương, không ai có quyền được biết bất cứ điều gì. Mọi người chỉ đơn thuần làm theo những gì được chính phủ ra lệnh, ngay cả nguyên nhân nổ ra cuộc chiến cũng chẳng được biết rõ. Chỉ biết rằng khi quân của Ostania vượt qua biên giới của Westalis, những người lính sẽ phải cầm súng lên mà chiến đấu một cách mù quáng, để rồi nằm xuống như một quân tốt thí trên bàn cờ của các nhà cầm quyền. Trong đoạn hồi tưởng của Loid, sau một thời gian nhập ngũ, anh đã được gặp lại những người bạn từ thuở nhỏ của mình, và trong số họ không ai là có tên, mà chỉ là các danh xưng được gọi khi mọi người chơi đánh trận giả lúc còn bé, bao gồm thiếu tá, hạ sĩ và đại tướng. Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông lý tưởng nhất bộ truyện, kẻ đã xuống tay với rất nhiều người, thực hiện nhiều chiến dịch nguy hiểm, đã rơi nước mắt. Trong cuộc đổ bộ khi xưa tại Westalis, Loid đã tưởng rằng họ đã chết, nhưng đến giờ khi thấy đám bạn vẫn bình an và ai cũng là một người lính ưu tú đã khiến anh không cầm được nước mắt. Vỡ hòa trong hạnh phúc, Loid mời mọi người đến một quán ăn để ôn lại chuyện xưa, nhưng nhận được tin là đám bạn của cậu phải rời đi trong đêm nay để thực hiện cuộc tiến công Robert. Vì vậy họ hẹn nhau khi quay lại sẽ liên lạc với Loid. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một thời gian sau, anh nhận được tin tất cả bọn họ đều đã hy sinh trong chiến dịch Robert. Thực chất chiến dịch này chỉ là một cuộc tấn công liều chết. Những gì còn lại chỉ là các tấm thẻ tên của từng người. Nếu biết được kết cục này, liệu họ có chùn bước không? Hay nếu biết được hướng đi của địch, liệu chiến dịch này có được dừng lại? Câu trả lời là không. Tất cả bọn họ chỉ là những con tốt biết nghe lời. Họ được tiêm nhiễm vào đầu từ khi còn nhỏ rằng Ostania là kẻ thù, để rồi cầm súng và phục vụ đất nước một cách mù quáng, để rồi cho đến khi cuộc đời của họ kết thúc, họ vẫn không biết đâu mới là kẻ ác thực sự. Vì câu chuyện được lấy ý tưởng từ chiến tranh Đông Đức và Tây Đức, nên người xem sẽ đa phần đứng về phe của Westalis nhiều hơn. Phần vì cốt truyện xoay quanh Loid thuộc Wise, tổ chức của Westalis, có nhiệm vụ duy trì hòa bình giữa hai quốc gia. Phần còn lại vì sao? Thì chúng ta nên ôn lại lịch sử một chút. Đã có vô số các trang báo và bài viết nói về những cuộc đào thoát từ Đông Đức sang Tây Đức, từ chủ nghĩa xã hội sang tư bản chủ nghĩa. Năm 1949, Đức trở thành hai quốc gia riêng biệt, Tây Đức thuộc Cộng hòa Liên bang Đức và Đông Đức thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức, vẫn do hai khối Anh Pháp Mỹ và Liên Xô kiểm soát. Đông Đức với những quy định quản lý chặt chẽ theo mô hình xã hội chủ nghĩa khiến người dân cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên kể từ đó, người dân hai bên vẫn tiếp tục được tự do qua lại, làm ăn sinh sống, di chuyển qua lại lẫn nhau. Sau này, khi hai hệ thống bắt đầu hình thành rõ rệt, mức sống và bộ mặt xã hội thay đổi, khiến cho có xu hướng là người dân bên Đông muốn chạy sang bên Tây. Mỗi ngày có hàng ngàn người Đông Đức bỏ sang Tây Đức cởi mở tự do hơn. Không những vậy, về sau người ta còn biết được người dân bên Đông Đức bị quản lý nghiêm ngặt đến mức từng lời nói và hành động của họ bị theo dõi bởi một tổ chức tên là Stasi. Tổ chức này sử dụng nhiều phương pháp khá cực đoan như nghe lén, đe dọa, thậm chí là tra tấn để đàn áp bất kỳ âm mưu chống phá nào khi nó chỉ còn trong trứng. Và đó cũng là ý tưởng để tác giả Endo tạo ra cơ quan an ninh nhà nước SSS của Đông Quốc. Vì vậy không có để thấy, người xem sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn cho Westalis. Nhưng trong bộ truyện này, cả hai phe đều có chung một mục đích là giữ gìn hòa bình chung. Nhưng cách làm của họ lại có phần trái ngược nhau, dẫn đến cả hai xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đó chỉ là góc nhìn phiến diện của hai chính phủ Ostania và Westalis. Để có thể thực sự hiểu rõ về con người của hai quốc gia này, chúng ta sẽ phải đặt góc nhìn của mình vào câu chuyện của người dân mỗi nước và cùng xem họ đã phải trải nghiệm chiến tranh như thế nào. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng bắt đầu với góc nhìn của bên được cho là phản diện trong cuộc chiến giữa hai quốc gia này. Đại diện cho Ostania là một trong những câu chuyện mới được tiết lộ gần đây. Câu chuyện của thầy Henry Henderson. Henry là một người trưởng thành và cao thượng, người rất coi trọng sự thanh lịch. Với ông, sự thanh lịch dường như là cách một người cư xử và không ngại sửa chữa những hành vi thiếu thanh lịch ở người khác. Điều này có thể thấy trong cuộc phỏng vấn của ông với gia đình Forger, khi ông vẫn bình thản và điềm tĩnh, ngay cả sau khi Loid đập vỡ chiếc bàn giữa họ khi bị Swan khiêu khích. Thầy Henry sau đó đã đứng dậy gồng chặt nắm đấm và tung toàn bộ sức mạnh của tri thức vào mặt của Swan. Vì những hành động bôi nhọ giáo dục của hắn, ngay cả khi bị đe dọa sẽ cho thầy nghỉ việc. Henry có một mức độ kỷ luật vô cùng lớn, có thể tập thể dục hàng ngày vào sáng sớm và giám sát việc tổ chức của trường. Khi dạy và kỷ luật học sinh, Henry sử dụng cách tiếp cận nghiêm khắc nhưng chân thành. Ông quan sát và đánh giá sự thanh lịch của học sinh, mặc dù ông hiểu rằng trẻ em đôi khi cũng cần phải vui đùa. Khi còn trẻ, Henry là một cậu bé hướng nội, nhưng cũng cao quý và kỷ luật như hiện tại. Cha ông đã từng nói với ông rằng, luôn là một quý ông, những lời mà Henry sẽ làm theo một cách tệ hại. Trong khi hành động như một quý ông, Henry là người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của trường, luôn trang trọng với các bạn học và giáo viên. Điều này khiến một số bạn cùng lứa tức giận, cho rằng ông đang tỏ thái độ kiêu ngạo. Khi xảy ra xung đột, Henry kiên quyết nói chuyện lịch sự và từ chối đánh trả để không sa vào hành vi giống loài vật. Tuy nhiên, ông sẵn sàng dùng đến bạo lực để bảo vệ những người mình quan tâm hoặc để bảo vệ niềm tin của bản thân. Sau đó, Henry đã chuyển phẩm chất này sang tuổi già của mình, khi ông không thể kiềm chế bản thân và đấm Murdoch Swan chỉ vì hành vi thô lỗ và không phù hợp của hắn đối với gia đình Forger. Vào năm cuối tại Eden, Henry bị một số học sinh tấn công vì họ có ác cảm với thái độ của ông và được Martha Marriott, đàn em của ông, tới cứu, dẫn đến một cuộc giao tranh. Trong khi bảo vệ Martha, Henry đã đấm một trong những kẻ tấn công mình và cảm thấy xấu hổ vì đã phải dùng đến biện pháp bạo lực. Vì vậy, ông đã cố gắng thuyết phục giáo viên của mình, trừng phạt ông và những kẻ tấn công vì hành vi bạo lực của họ. Giáo viên của ông đã gạt vụ việc sang một bên để tránh gây rắc rối với một trong những thành viên trong gia đình của cậu bé, người có tầm ảnh hưởng lớn, khiến Henry tin rằng các giáo viên ở Eden đã bị mua chuộc. Sau một hồi suy nghĩ, Henry kết luận rằng bằng cách giáo dục đúng đắn cho thanh thiếu niên trở thành những nhân vật đúng nghĩa, ông có thể giúp chấm dứt xung đột, dù là những cuộc chiến nhỏ nhặt hay thậm chí là chiến tranh toàn cầu, và quyết định ông sẽ trở thành một giáo viên. Henry trở nên ám ảnh và tham vọng thay đổi thế giới một cách triệt để, đến nỗi ông vô tình đẩy xa không chỉ những người bạn cùng lứa, mà cả những người thân thiết với mình, đặc biệt là Martha. Không lâu sau đó, ông đã phải bất lực khi nhìn Martha tình nguyện gia nhập quân đội phụ nữ quốc phòng mà không thể làm gì. Henry chỉ có thể lui về sau động viên cô và làm tốt nhất những gì một người giáo viên có thể làm. Đó là mở rộng nhận thức của con người. Đây là một dấu mốc quan trọng, đóng vai trò then chốt trong quá trình trưởng thành của Henry, đặc biệt là khi đây là thời điểm chiến sự giữa hai quốc gia đang diễn ra căng thẳng nhất. Không như những người khác, Henry hiểu được việc lao đầu vào chiến đấu điên cuồng là chuyện vô nghĩa. Hơn ai hết, thầy hiểu được tầm quan trọng của việc mở rộng tư duy con người. Thầy chiến đấu một cách âm thầm mà không ai biết. Để rồi khi nhận được thông tin anh họ mình ra đi trong trận chiến ở đảo phía Nam, và đỉnh điểm là khi thông báo trung đội của Martha đã hy sinh anh dũng trên chiến trường. Như một giọt nước tràn ly, chưa bao giờ thầy cảm thấy giáo dục lại bất lực như thế này. Tại buổi tuyên truyền về cái chết của trung đội Martha cho sinh viên trường Eden, thầy Henry đứng trước toàn trường và nói ra những uất ức suốt bấy lâu nay, rằng các cô gái đó chỉ là công cụ cho chiến tranh vô nghĩa giữa hai quốc gia. Cái chết của họ là vô ích, và ông cảm thấy khó chịu khi sự cống hiến hết mình cho Tổ quốc lại bị đem ra để tuyên truyền cho mục đích gieo rắc những suy nghĩ sai lệch về chiến tranh vào đầu các em nhỏ còn đang cắp sách đến trường. Sau một phút nóng giận của Henry, ông đã bị bắt giam. Nhưng nhờ quyền thế của gia đình, thầy nhanh chóng được tại ngoại. Cha của Henry cho ông hai sự lựa chọn, hoặc là ăn năn hối cải với những gì đã nói, hoặc cả đời này sẽ không bao giờ được làm giáo viên nữa. Sau cùng, thầy đã lựa chọn con đường giáo viên, phải hướng đến tương lai 10 năm, trăm năm sau, tri thức của con người sẽ được nâng cao thay vì giữ cái tôi bé nhỏ của mình. Đó là về phía đại diện cho người dân Ostania. Ngược lại với Henry, chúng ta sẽ lấy một nhân vật vô cùng nổi tiếng của bộ truyện này làm đại diện cho phe Westalis. Phần vì đây là nhân vật đã phải nếm trải cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa hai quốc gia này từ khi nó bắt đầu. Đó không ai khác, chính là anh chàng điệp viên Loid Forger. Lúc trước tại phía đông Westalis, Loid khi này vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên, sống những ngày tháng yên bình cùng gia đình. Cậu hay tụ tập với đám bạn trong xóm chơi trò đánh trận giả, và vai trò của cậu là tổng tham mưu. Ngay còn nhỏ, Loid đã thể hiện mình là một người thông minh. Cậu luôn có những kế hoạch độc đáo, cùng với đó là thân thủ nhanh nhẹn. Vì vậy trong các cuộc chơi, team của Loid thường là bên chiếm được ưu thế. Trở về nhà sau những cuộc vui, cậu luôn bị ba mình trách mắng vì lơ là việc học, cho đến khi cậu bé nói mình muốn nhập ngũ để có thể đánh bại tất cả kẻ địch ở Đông Quốc. Cha Loid đã tát cậu và nói rằng cậu đã bao giờ chứng kiến tận mắt tội ác của người dân Đông Quốc chưa mà lại nói họ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ta có thể đoán được rằng suy nghĩ về những người thuộc Đồng Quốc là những kẻ ác đã được tiêm nhiễm vào đầu người dân của Westalis. Thậm chí một đứa trẻ cũng không ngoại lệ. Để rồi sự tức giận lên đến đỉnh điểm khi Loid tự tay bóp nát khẩu súng đồ chơi rồi bỏ vào phòng. Hôm sau, cậu lần đầu tiên nói dối bà mình khi xin ông tiền để mua sách, nhưng thực chất lại là mua một khẩu súng để có thể tiếp tục chơi với đám bạn. Niềm hạnh phúc bao lấy người cha, ông vui vẻ cho tiền cậu con trai cưng, còn hứa sau khi đi công tác về, hai cha con họ sẽ cùng nhau đi lễ hội. Ngược lại, Loid cảm thấy tội lỗi, nên dù đã mua được súng, cậu lại bỏ về khỏi cuộc chơi để chạy đến giúp mọi người trong lễ hội. Sau khi được bà chủ ở tiệm bánh nói cho cậu biết chiến tranh vô nghĩa như thế nào, rằng một đứa trẻ như Loid trông đáng yêu nhất là khi cầm bị bánh chứ không phải ôm khư khư khẩu súng. Lúc này trong Loid dường như đã có chuyển biến rõ rệt về suy nghĩ. Loid mong muốn bà cho phép ở đây làm việc để trả lại số tiền mượn của cha và hứa sẽ xin lỗi một khi ông quay về. Nhưng tất cả những dự định và ấp ủ đó nhanh chóng tan biến bởi một tiếng nổ kinh hoàng. Nó từ một quả bom được thả thẳng xuống thị trấn. Cùng với đó là thông báo quân đội Ostania đã vượt qua biên giới trên đài phát thanh. Đó cũng là hồi chuông thông báo cho những ngày tháng sống trong địa ngục của Loid đã bắt đầu. Ít lâu sau, người mẹ cũng đã qua đời trong cuộc oanh tạc tiếp theo. Cậu bé Loid phải tự thân sinh tồn trong cả thế giới mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một tiếng nổ. Lớn lên trong thời chiến mà không có sự bao bọc và che chở của gia đình. Anh khi đó chỉ biết một điều là phải cầm súng đứng lên chiến đấu với những kẻ đã lấy đi mọi thứ của mình. Gia nhập quân đội bằng tên của một người đã khuất, sau đó khai gian tuổi của mình, Loid thành công nhập ngũ để được ra trận. Ta có thể thấy hệ thống quân đội thời kỳ này lơ đễnh đến mức nào. Chỉ cần bạn có thể cầm súng và có vẻ trên 18 tuổi là sẽ được nhập ngũ, không cần biết thông tin bạn đưa ra có phải sự thật hay không. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua là một lần đánh cực với tử thần. Ấy vậy mà cậu vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng trăm hàng ngàn thi thể chất như núi sau mỗi lần hoàn thành chiến dịch. Nhưng với mỗi cái xác chất lên, ánh bình minh trong mắt Loid ngày càng mở dần đi. Ấy là cho đến khi anh gặp được đặc vụ của Bộ Tình báo Lục quân xuất hiện để chiêu mộ Loid. Nhất là sau cái chết của ba người bạn lúc nhỏ, anh lúc này đã hiểu rõ nỗi đau mà chiến tranh mang lại nên đã đồng ý. Cùng với sự đào tạo của Sylvia, Loid lúc này đã trở thành một con người khác. Anh đã bỏ lại quá khứ ở phía sau, lựa chọn bảo vệ đất nước một cách thầm lặng thông qua Wise, tổ chức mà Loid phục vụ cho đến tận ngày hôm nay. Có thể thấy dù ở phe nào, thì chiến tranh vẫn đem lại đầy đau thương mất mát. Henry và Loid, hai người đều có xuất phát điểm là những cậu bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cái độ tuổi mà thay vì nghe nhạc thiếu nhi, những bài hát dân gian truyền miệng giữa những đứa trẻ, thì cái họ nghe lại là tiếng bom rơi đạn lạc, kèm với âm thanh kêu gọi nhập ngũ và cả tiếng khóc than của những gia đình mất đi người thân. Việc cả hai làm khi chiến tranh kéo đến cũng như mọi người khác là tìm cách lánh nạn và bỏ trốn. Nhưng khi cơn bão chiến tranh quét qua người thân gia đình của Henry và Loid, cả hai đã quyết định đứng lên chiến đấu. Nhưng lựa chọn của hai người là có phần khác biệt. Với Loid, một đứa trẻ phải sống trong thời chiến còn quá sớm. Anh đã chọn cầm súng để quyết tử với kẻ thù. Nhưng ở phía thầy Henry, thầy hiểu rằng chỉ có thay đổi nhận thức của con người thì chiến tranh mới có thể chấm dứt. Để rồi hai người ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, ngày đêm đấu tranh cho thứ công lý mà bản thân mình tin tưởng. Niềm tin của họ không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu mọi người cứ đâm đầu nhập ngũ và chiến đấu một cách điên cuồng như Loid, mà thiếu đi đường lối thích hợp hay các hiệp định hòa bình từ các nhà cầm quyền, thì liệu một đất nước nhỏ như Việt Nam chúng ta trong quá khứ có thể chống lại sự xâm lược của những cường quốc như Pháp, Mỹ hay Trung Quốc hay không? Về phần thầy Henry, dẫu biết việc mở rộng nhận thức của con người sẽ ngăn chặn được chiến tranh, nhưng với bối cảnh chiến tranh liên miên kéo dài, liệu những câu chữ và triết lý nhân sinh có nhanh hơn một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng? Nếu mọi thứ chỉ đơn thuần có thể giải quyết bằng lời nói hay vài lời dạy từ thầy cô trên trường lớp, thì có lẽ con người đã chả bao giờ xảy ra xung đột. Qua góc nhìn của hai nhân vật, ta có thể thấy chiến tranh đơn thuần không thể được giải quyết bởi một biện pháp duy nhất, mà giải pháp để chấm dứt chiến tranh bao hàm vô số yếu tố khác nhau, từ đường lối thông minh đến chiến lược hợp lý từ những người cầm quyền, cho đến quan trọng nhất chính là tinh thần bất khuất và sự đoàn kết của cả một dân tộc. Con đường và lý tưởng mà hai nhân vật này chọn không hề sai, vì tất cả cũng đều chỉ muốn hướng đến một mục đích chung là hòa bình. Nhưng nếu chỉ cho rằng những gì mình làm là con đường duy nhất để giành lấy hòa bình, thì đó mới là sai. Không cần đi đâu xa, chúng ta có thể nhìn lại vào quá khứ chiến tranh hùng tráng của đất nước Việt Nam ta. Để đạt được hòa bình cho các thế hệ như chúng ta hiện nay, ông cha ta đã phải chiến đấu kiên cường bất khuất suốt một thời gian dài, mà đối với những bậc lão thành cách mạng, nó dường như là một khoảng thời gian vô tận, chẳng bao giờ biết khi nào kết thúc. Nhưng cốt lõi ở đây chính là để đạt được nền hòa bình như hiện tại, đó là sự dung hòa cân bằng giữa nhiều yếu tố. Con người phải mở mang nhận thức mới có thể nhận ra đâu là sai trái, đâu là lẽ phải. Và không chỉ một người, mà đó là sự phát triển về nhận thức của cả một tập thể dân tộc. Từ đó mới có thể tiếp nhận thêm lý tưởng về hòa bình, về tự do, về đâu mới là cách làm đúng đắn để có thể chấm dứt chiến tranh. Và tất nhiên, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Nên hòa bình hiện tại của chúng ta có được là công lao của hàng triệu người đã hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, không chỉ có người dân Việt Nam mà ngay cả người dân Mỹ cũng nhận ra sự sai trái trong việc làm của chính phủ họ khi gửi binh lính đến lãnh thổ nước ta. Những người lính Mỹ đặt chân đến Việt Nam, họ cho rằng họ đang chiến đấu vì nền độc lập. Họ cho rằng họ là những người tới đó để giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Đó là những gì chính phủ họ cho họ biết. Nhưng họ đâu có ngờ rằng hiện thực họ nhận ra lại khác hoàn toàn những gì họ nghĩ. Họ nhận ra rằng bấy lâu nay, những gì họ đang làm là sai trái và sự hy sinh của họ cùng những người đồng đội là vô nghĩa. Từ đây, chúng ta có thể thấy, dù có ở phe phản diện hay chính diện của chiến tranh, thì sự mất mát là thứ bất kỳ ai cũng sẽ phải gánh chịu, vì đó là hệ quả tất yếu của chiến tranh. Tương tự như Việt Nam với Mỹ, thì Westalis hay Ostania cũng vậy. Người dân hai bên đều phải hứng chịu những hậu quả tương tự, những mất mát ăn sâu vào tiềm thức của họ cho đến khi họ già và chết đi. Chiến tranh là thứ mà không ai cho chúng ta mong muốn, dù bạn có ở phe nào đi chăng nữa. Nhưng các bạn có thể hoặc chưa biết, nếu bạn muốn hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Một câu nói bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại mà cho tới giờ vẫn chưa bao giờ sai. Chiến tranh là lẽ tất yếu phải xảy ra để dẫn tới hòa bình. Nhưng liệu nó có thực sự là con đường duy nhất để đi tới hòa bình? Tôi sẽ để lại câu hỏi này cho chính các bạn trả lời xuống phần comment phía dưới nhé. Thực sự nếu chỉ đọc qua Spy X Family với tinh thần để giải trí, thì bộ truyện này đã làm quá tốt ở mặt đó và đã đem đến cho độc giả những giây phút thư thái xoay quanh gia đình Forger bất ổn. Nhưng nếu bạn thực sự là một người đam mê lịch sử và mang tâm thế muốn nghiền ngẫm sâu một chút về nhân vật, bối cảnh và ý nghĩa to lớn được tác giả gửi gắm sau những câu chuyện dí dỏm và nhẹ nhàng của nhà Forger, thì Spy X Family cũng đã làm tốt được điều đó. Chiến tranh luôn là một chủ đề nhức nhối, thậm chí cho đến hiện nay, đâu đó trên thế giới chiến tranh vẫn đang diễn ra hàng ngày, với những con số thương vong được cập nhật trên báo đài thời sự. Xuyên suốt lịch sử của loài người, chiến tranh luôn là sự kiện phi nghĩa nhất của nhân loại. Nó không chỉ hao tốn tiền của, con người, mà hậu quả nó đem lại còn ảnh hưởng đến không chỉ một mà thậm chí nhiều đời sau. Vì vậy việc của chúng ta, những người may mắn được sống trong thời bình, đó là phải biết trân trọng cuộc sống và cùng nhau hướng đến một tương lai nơi chiến tranh sẽ không thể xảy ra. Còn về Henry và Loid, chí ít với những diễn biến hiện tại của Spy X Family, những mất mát và đau thương của quá khứ mà họ đã phải trải qua, dù ít hay nhiều cũng đã được bù đắp phần nào. Loid cũng có cho mình một gia đình để về, dù không hẳn là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng khiến cho Loid thấy ấm lòng. Còn Henry, ông thực sự không mất đi Martha, bà vẫn còn sống cho đến tận ngày nay. Martha trở về từ cõi chết là một cái kết đẹp cho câu chuyện của Henry, cho thấy rằng ông trời không thực sự nhẫn tâm đến như vậy. Tuy họ không thể nên duyên vợ chồng, nhưng họ luôn hiểu vị trí của họ trong lòng đối phương là chưa bao giờ thay đổi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!